Xin chào các bạn nha, Travis Behà đang có mặt tại Hải Phòng và anh em thì chuẩn bị ra sân bay Hải Phòng để bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đây, hai anh em đi công tác có 3 ngày thôi mà đang vali lớn, vali nhỏ rất là nhiều nha các bạn. Cái chân máy ảnh này và cái gậy tự sướng này. Các thứ linh tinh xong giờ dọn đến máy móc các bạn ạ. Nhiều máy móc lắm. Vlogger đi di chuyển chứ không phải người đi du lịch thông thường. Các thứ đang sạc để chuẩn bị sẵn sàng các bạn. Đây, cái hộp này tùm lum phụ kiện trong này luôn nè các bạn. Và nhân lúc dọn đồ thì nghĩ tại sao mình không giới thiệu cho các bạn những cái thiết bị mà Yêubay đã quay. Bởi vì rất nhiều bạn hỏi là anh quay bằng máy gì vậy, anh quay bằng máy nào mà nó nét vậy này kia. Thì đây, giới thiệu các bạn luôn. Từ đời đầu á, Yêubay các bạn biết dùng gì không? Chỉ điện thoại thôi mà quay được những cái vlog trải nghiệm này kia các bạn. Về sau thì là mình cảm giác là cái chất lượng vlog cũng cần phải lên nữa, tức là đầu tư một cái máy khác. Cái máy này, cái này là Osmo Pocket, và sau này mình mua cái này là cái Osmo Action. Cái này thì mình, cái này là thuộc dạng camera hành động thôi, chứ không, cũng không phải là một cái camera chuyên nghiệp gì, cũng quay 4K nha các bạn. Những cái điện thoại đến những cái máy quay nhỏ nhỏ này mình cũng phải nâng cấp dần. Và cũng vì biết các bạn thích xem đồ ăn á, cho nên là Travis nghĩ là mình phải cần có một cái máy khác nó chất lượng hơn để quay đồ ăn nó chi tiết hơn và đẹp hơn để cho các bạn xem. Và vừa rồi thì các bạn xem một số cái vlog gần đây thì là Travis quay cái hình ảnh mà đồ ăn á nó sắc nét hơn và ánh sáng nó đẹp hơn, màu sắc đẹp hơn rất là nhiều. Đó là Travis phải bằng cái máy Sony RX100 Mark 7 này. Thì cái máy này thì Travis lấy về là cách đây là cũng từ tháng 9, tức là đến giờ là cũng hơn 3 tháng rồi. Thì sau thời gian 3 tháng mình dùng cái máy này thì mình rất là ưng. Đấy, thì cái máy này cũng có giá thành là trên 30 triệu. Đấy, nó cũng gọn nhẹ lắm. Khi mà mua thì là mình có lấy thêm cái grip. Cái grip là cái tay cầm này nè. Cái tay cầm này có cái hay là các bạn biết sao không? Thứ nhất á, mình có thể là mình dựng nó thành một cái tripod nhỏ, mình dựng đứng cái này được để mình quay. Trong một số trường hợp mà mình không cầm tay được, mình muốn đặt cái máy ở đâu đó để mình quay. Cái thứ hai là khi mình cầm tay như thế này các bạn, cũng rất là tiện luôn, là mình có thể mình cầm cái máy nó chắc hơn. Đấy. Và cái này có thể điều chỉnh được nha các bạn, điều chỉnh cái góc máy như thế này nè. Đấy. Như lúc này cho biết nói cho biết rất là cần những cái máy mà có cái màn hình phía trước á, để mình lúc mình selfie hoặc mình quay như này để mình điều chỉnh được cái góc quay cái mặt của mình. Thì cái máy này cũng có cái hay là nó có cái đây, cái màn hình có thể lật lên được như thế này. Đấy. Và đôi khi thì mình có một cái số cái góc á, mà mình muốn chụp cho nó dễ nhìn hơn thì nó cũng lật theo hướng này được luôn. Đấy. Em có một cái dây nó gắn với cái grip này này, và các bạn có thể các bạn tắt cái chỗ mà cắm cổng USB này ra, các bạn cắm vào đây thì các bạn có thể là điều khiển. Đây này, có cái nút điều khiển chụp hình, quay phim và zoom ở đây nè, các bạn có thể cầm điều khiển rất là tiện. Thì có các cái chế độ điều chỉnh ở đây nè. Và nếu như các bạn nào mà muốn chụp cái kiểu mà mình ống nhắm cho nó dễ, cho nó quen, thì có thể bật cái nút Finder ở đây. Đấy, nút Finder ở đây là có cái ống nhắm ở đây nè, mình có thể mình nhắm đây được. Và có cả flash nữa, tất nhiên những cái màn này thì tất nhiên phải có flash rồi. Đấy. Và cái điều mà Travis ưng ở cái máy này á, cái thứ nhất đó là nó lấy nét theo khuôn mặt, theo cái mắt của mình á. Mỗi lần mà quay phim á, thì là nó mình mà quay người á, thì máy nó sẽ chủ động lấy cái mắt và nó không có bị sao ta, phải nói là nó không có bị lấy nét lung tung. Tại vì lần trước Travis dùng một số máy thì là nó lấy nét rất là lung tung, nó cứ bắt nét liên tục và thành ra rất là khó. Nhưng cái này bắt nét theo điểm đấy, thì nó tracking theo một cái điểm nào đó, thì là mình rất là dễ để mình giữ được cái sắc nét của cái chủ thể chính mà mình khi quay á. Cái này có thể là zoom được đấy, các bạn thấy không, máy có thể zoom ra zoom vô được. Và cái mà Travis ưng ở cái máy này so với rất nhiều cái máy zoom khác á, máy zoom kiểu này nè, là khi mình zoom vào á nó ít bị rung. Các bạn để ý một số máy mà mình zoom mà xa quá là khi mình cầm mà hơi rung tay chút là cái ống kính nó rung như này nè, và rất khó để bắt nét. Một mấy lần mà Travis ở sân bay mà Travis muốn quay máy bay cho đẹp á, là đều dùng cái máy này zoom cận lại cái máy bay phía xa thì coi như là nó ít rung hơn. Và nói chung là rất là ưng, bởi vì sao, quay đồ ăn, chụp đồ ăn rất là đẹp các bạn, thật sự luôn.
Và tất nhiên cái máy này á, so với nhiều máy khác mà ví dụ camera hành trình thì nó cái độ mà chống rung của nó sẽ không nhiều và không tốt bằng. Tuy nhiên nó vẫn tốt hơn một số cái, những cái máy khác chưa biết có để ý rồi. Nó cũng có chống rung một chút. Tất nhiên là những người mà quay quen là khi mình cầm clip nó chắc hơn nè thì là nó cũng sẽ chống rung rất là nhiều. Đấy thôi để xem mấy giờ rồi. Thôi 12 giờ đến giờ trả phòng rồi. À quên. Chưa. Còn cái máy ghi âm Sony này nữa. Máy này được một người bạn vlogger cũng khá nổi tiếng tặng cho Travis, rất là cảm kích. Đấy, cái máy này thì trong một số trường hợp các bạn biết sao, mình cần thu âm nhưng mà máy quay ở một cái khoảng cách xa quá, mình không có ghi âm được, hoặc là đôi khi trên máy bay các bạn tiếng động cơ rất là ồn, thì mình dùng cái máy ghi âm này nè, đó là mình ghi âm lại để mình về mình ghép vào cái vlog của mình sau. Và cái máy ghi âm này á cũng của Sony luôn. Đấy, nó có cái hay là nó có một cái bộ điều khiển từ xa nè, cho nên là mình có thể là không chỉ bấm thu ở đây mà mình có thể điều khiển luôn từ xa như này nè, để mình điều chỉnh lúc nào cần thu rồi không cần thu. Ở đây có một cái hộp rất là dễ thương để mình bỏ các thứ máy ghi âm ở đây nè. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Hải Phòng, trời nắng và xe lạnh. Hai anh em đi dạo phố tìm quán ăn trước khi ra sân bay vì vẫn còn sớm. Ăn xong thì hai anh em quay về khách sạn lấy hành lý rồi gọi taxi ra sân bay. Đấy, bây giờ hai anh em vào làm quầy này thì là Hà đi hàng phổ thông vào quầy thương, còn Travis sẽ vào quầy hàng thương gia bên này. Đấy. Travis làm thủ tục 2 tiếng trước giờ bay và mọi việc diễn ra nhanh chóng. Travis đã có thẻ lên máy bay và phiếu mời vào phòng chờ. Đây, bây giờ Travis vào phòng chờ hàng thương gia nghỉ ngơi trước giờ lên máy bay nha. Đây, phòng chờ có view nhìn ra đường băng và sân đổ, cực kỳ thoáng luôn. Bạn nào mà nghe mê ngắm máy bay các thứ, ngồi đây là chụp quay rõ luôn, nhìn rõ luôn. Đây, ngồi ăn sương sương tí thôi. Giờ này cũng giờ giữa bữa, không phải giờ ăn. Ăn tí trái cây, đậu phộng da cá, uống nước và ngồi ngắm máy bay.
Sony.